Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel của mình. Và ở đây chúng ta có hai phiên bản Honda CR-V. Thì với chiếc màu trắng thì sẽ là bản CR-V 1.5G. Và bên này màu đen là CR-V 1.5L. Và phiên bản L sẽ là phiên bản cao cấp nhất. Và phiên bản G bên cạnh đây thì sẽ là phiên bản thấp hơn, phiên bản thứ hai trong 3 phiên bản của Honda CR-V. Thì mình sẽ nêu qua nhanh một số chi tiết khác nhau giữa hai phiên bản CR-V mà quý khách đang theo dõi ở đây. Ok, trên phiên bản G sẽ thiếu gì so với phiên bản L cao cấp nhất và cụ thể những cái đấy ra sao? Thì trên phiên bản L này thì chúng ta sẽ có được trang bị cửa sổ trời đấy. Đó. Còn trên phiên bản G thì sẽ không được trang bị cửa sổ trời. Ngoại thất có thể kể đến tiếp theo thì đó sẽ là đèn sương mù trên hai phiên bản. Thì trên phiên bản L thì sẽ là đèn sương mù toàn bộ full LED, thì là đèn sương mù. Còn phiên bản CR-V-G thì pha cốt thì vẫn là đèn LED thôi. Còn trên phiên bản này thì đèn sương mù lại là đèn halogen. Đó. Phía sau thì chúng ta sẽ không có cảm biến ở trên phiên bản G. Đây. Không có cảm biến phía sau. Và đi kèm với đó là không có cốp điện. Tuy nhiên thì xe vẫn được trang bị camera lùi. Đó. Đây, cốp là mở cơ, không có cảm biến sau. Còn trên phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5L thì chúng ta có thể thấy đây, 4 cảm biến này, vòng tròn này. Và cốp thì sẽ là cốp điện. Đó. Với cái mức giá chênh nhau không nhiều thì hai phiên bản này có cái lượng xe bán ra cũng khá tương đồng. Trên phiên bản G thì mức giá niêm yết đang là 1.023.000.000, và trên phiên bản cao cấp nhất là 1.5L thì sẽ là 1.093.000.000. Đó, về an toàn thì đều có camera lùi. Tuy nhiên thì phiên bản L thì chúng ta có cảm biến lùi cũng như là thêm 2 túi khí, 6 túi khí. Và trên phiên bản G thì trước hay sau không có túi khí, không có cảm biến. Tuy nhiên thì cũng được trang bị đến 4 túi khí. Còn lại về những tính năng an toàn thông minh thì hai phiên bản xe đều giống hệt nhau. Đó, chỉ có một vài điểm khác nhau nhỏ nhỏ ở trên hai mẫu xe này thôi. Để chi tiết và nắm bắt được rõ nhất trên hai điểm chi tiết về giá bán cũng như là chương trình khuyến mại tại từng thời điểm cho hai mẫu xe này thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Và đừng quên để lại một like, share, subscribe và đánh giá cho quý khách cho mình phần phía dưới bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.